lũ sĩ nào á, trời ơi đúng trời, nghĩ sao mà phát biểu được vậy cũng lạ thiệt. Mà mắc cười có nhiều thành phố, ví dụ nói đỡ quê á, làm gì người ta đây. Hồi nãy em nghe anh Thái Quang nói lúc mà em chưa lên đó, nói cái vụ gì mà con Trang Trang mắm tôm, Trang khùng gì, nói gì đó, Trang mắm tôm nó khoe nó tức là nó qua Mỹ bắt đầu nó đang thứ bốn, nó khoe là nó bên đó là nó Mỹ là sướng thế này thế nọ, là con nó đi học miễn phí là sẽ biết tới tận nhà đó rồi tới tận nhà đó. Thì ở đây là anh em cũng muốn làm rõ chuyện này, là cũng có Việt Lai là người trực tiếp ở bển, là cũng từng là có con đi học này kia nọ, thì Việt Lai có thể chia sẻ cho mọi người rõ hơn, ví dụ như là miễn phí hay không, và nếu mà miễn phí thì ngược lại phải hội đủ những cái điều kiện gì, thấy không, hay là mặc định, hay là mặc định là cứ học là chính phủ lo miễn phí đó, thì rất mong Việt Lai là nhân tiện ở đây thì quay chia sẻ cho mọi người nắm rõ hơn. Dạ. Thì nó nói cái đó thì em thấy nó nói đúng á, nó nói đúng. Nhưng nha, nó đâu có nói là thằng chồng nó đóng thuế hay như thế nào, đúng không? Trên cái trên mấy cái video clip đó, nó đâu có kể là tiền đóng thuế này thuế kia, hay là đóng thuế là một chuyện, rồi còn đóng cái khu học, cái khu nó ở nữa, người ta kêu là mấy cái khu mà anh hay nghe mấy người ở bên Mỹ nói là ở cái khu nhà đó mình phải đóng tiền cho cái khu đó nữa đó. Thì chắc anh tiền quản lý đúng không, tiền gọi là tiền quản lý đúng không, rồi tiền thuế nhà, thuế đất, bất động sản nữa, anh có nghe nó kể ra cái tiền đó không? Đâu nghe đâu, không, nó chỉ khoe nó chỉ khoe là con đi học là sướng lắm, là miễn phí, rồi nó sẽ biết tới nhà đó vậy thôi. Đúng, cái đó nó kể là có, là nó sẽ biết á, thí dụ như em không biết những cái khu, em chỉ nói cái khu chỗ em đi, chứ khu chỗ em á, thí dụ như con mình đi học á, mà 2 mai trở lại là 1 mai là 1 cây số 6, mà 2 mai như vậy đó trở lại thì xe bus nó sẽ không đón, tại vì gần quá nó sẽ không chở, nó chở đúng là nó chở những đứa xa xa. Nhưng cái những cái người cha mẹ nhà cửa đồ này kia là nó đã lấy thuế ở trong đó rồi, đóng thuế rất là cao đó. Nó có khu này khu kia, thí dụ như cái khu mà anh đóng thuế cao thiệt là cao á, thì nó chở con anh đi học bằng xe bus mới hơn tí, xe mới này kia cái nọ thì mình không nói. Còn những cái khu bèo nhèo, những cái khu nghèo, trời ơi, mấy chiếc xe bus của nó, con nít nó leo lên trên đó, nó chửi thề, nó mở nhạc rap, nó làm y xèo ở trên đó, chửi tục tằng, đánh nhau, nó từ lưa lét lét trên xe bus đó. Cái người lái xe bus thì cũng thuộc dân, cũng thuộc dạng có máu mặt luôn mới chịu nổi được với mấy cái đứa nhỏ đó. Đó thì nó như vậy. Hồi xưa em nói chung là tiền nào của đó đúng không? Tiền như là tiền nào của đấy đó đúng không? Đúng rồi anh, tiền nào của nấy, nhưng mà cái vụ thuế bắt buộc là anh phải đóng. Anh phải đóng thuế bất động sản, thuế đất. Thì người ta mới dùng cái tiền thuế đó, người ta mới có xe bus, người ta chở con mình đi học. Rồi nhiều người nói là đi học miễn phí, miễn phí. Cái đó em nói cũng lâu rồi, em nói rất là nhiều, miễn phí ở đâu ra, tiền ở đâu mà người ta chi phí vô trường học, cô giáo đồ này kia được. Thì toàn là tiền thuế ra không chứ đâu. Đó, cho nên nhiều người á, mà có thí dụ như nhiều người có con thì đóng không có nói, còn nhiều ông nhiều chị là gì đó mua một căn nhà đâu có con cái đâu cũng phải đóng, giờ đi hai cũng phải đóng, những người không có con cũng bắt buộc phải đóng. Thí dụ nói úng mà tao đâu có con đâu, con tao đâu có đi học đâu, sao phải đóng thuế? Cái luật là như vậy, mà anh mua nhà mua cửa anh phải đóng thuế, nói chuyện đồ à. Đó. Rồi còn em xin lỗi theo cái mấy anh chị mà LGBT á, là mấy người mà đồng tính luyến ái rồi đó. Có nhiều cặp ở với nhau mà có con khỉ gì đâu mà nó đóng thấy mẹ luôn, nó chửi nhồi hết. Rồi chứ ở đâu ra? Chưa đâu, mới qua làn vậy. Em đã nói rồi, thường thường á, những cái người ở bên Việt Nam á chưa
đi thì rất là muốn đi, sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la để đi. À. Đó. Nhưng mà khi mà đi qua đây rồi, khi mà vô cái nguồn rồi lên quỹ đạo rồi đó, giống như là tụi em vậy nè, thì bắt đầu vô cái nguồn ngắm đi. À, vô nguồn rồi bắt đầu mới thấm. Còn đi qua chơi nè, hay là ở bên Việt Nam nè, cứ lúc nào ai cũng muốn đi hết á. Em nói thiệt, đi qua. Đúng rồi. Những người mà có tiền, người ta thường hay đi nhiều, người ta cũng muốn đi qua cho biết. Rồi có những thành phần muốn đi qua để lấy cái thẻ xanh. Đó, rồi nó nhiều lắm. Thì ai cũng muốn đi hết, nhưng mà khi mà anh đã qua đây rồi, anh nhập vô cái cuộc sống Mỹ rồi nè ha. Anh phải là đi làm lăn lộn kiếm tiền, cơm áo gạo tiền này kia nào, bắt đầu từ từ nó mới lòi ra, từ từ bắt đầu nó thấy có nhiều cái mới là làm cho mình vui hay không vui, lúc đó mới nói chuyện được. Còn bây giờ mới mẹ gặp cái con đó nữa, nó nhiều anti fan nữa. Má nó lên nó nói, nó toàn là nó ca nó ngợi để cho cái đám ở bên kia đừng có chửi nó hay này kia, mà em thấy cũng có nhiều người lên bóc phốt nó đi xèo hết mấy hôm nay. Bà đó bà cũng quăng chết bà. Đúng như thì dùng cũng giống như con nấm độc đó đúng không, mà qua đi vô gồm đi mà rồi với một mẹ đã phát biểu là nước Mỹ không vĩ đại như tôi tưởng, đúng không? Đúng rồi anh. À, giống như câu chuyện người ta nói là cái câu chuyện Việt Nam nói là vài con can mắm tôm á, thực ra là nó nói đúng nhưng mà chưa đủ, đúng không? Nó nói đúng là gì? Ok là đúng là đi học là không tốn tiền, có xe buýt tới tận nhà nó, cái đó đúng, nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ ở đây là gì? Đủ ở đây là gì? Muốn được như vậy á thì thằng chồng nó hoặc là bản thân nó mới quay, nó chưa làm rồi, nhưng mà chắc chắn thằng chồng nó phải làm bao nhiêu lâu và đóng tiền thuế bao nhiêu rồi thì mới có, đúng không? Nên ở đây người Việt mình đó hay là bị mắc về lại đoạn đó Việt Nam, đúng không? Cứ thấy ông A kể, nghe người ta kể A bà B một chiều mà tâm lý mà, đúng không? Khi một khi đã khoe thì đa phần là khoe cái đẹp không, để không ai mà đi khoe cái xấu hết. Không ai khoe cái xấu hết. Ngược lại cũng vậy. Nói, em xin lỗi anh nè, nó có đứa con rồi đó thì có thể nó sẽ em không có chắc là nó sẽ quay về hay không nha, nhưng mà em thấy cái phần trăm mà khoảng chừng 70-80% là nó sẽ quay về đó, để cho anh coi. Có thể con nó đề về, có nhiều khi nó về nó để con nó lại cho thằng chồng nó, tại thằng chồng nó thường ở bên này thì nó để cho thằng chồng nó để cho đi học, nếu mà nó muốn cho con đi học. Chứ còn nếu mà nó mà ngầu nó khá giả nữa, nó có tiền nó đem về Việt Nam nó cho con nó học trường ngầu cũng thiếu gì, nếu nó có tiền. Đúng rồi. Em nghĩ nó cũng về, nhưng mà con tôm mắm tôm bên Việt Nam nó làm gì, nó bán, nó sống anh Thơ Quang. Hình như là theo em hiểu là nó bán, trước đây là bán bún đậu bánh tôm gì đó, sau này có bán thêm mỹ phẩm gì đó biết phải không? Nói chung là đúng rồi, mình chỉ biết sơ sơ về nó thôi. Em thì em cũng cái đợt mà cũng lên Excel đồ mấy đợt vừa rồi, vụ mà bà Phương Hằng gì đó thì em thấy hình như nó có cái quán mắm tôm bún đậu á, quên mắm tôm bún đậu mắm tôm bún đậu mắm tôm dạ. Thì đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hình như nó mua bán online nữa, đúng không? Đúng rồi, bán hàng online. Em thấy nó có cái nguồn thu chính của nó đa số là bán hàng online đó. Ừ. Cho nên nó mới có tiền. Thì bây giờ qua Mỹ này á, là coi như cái vụ bán hàng online nó xong rồi. Giờ mốt nó đi bán mất gì? Thu nhập. Mà ở Việt Nam á, có cái quán mắm tôm, bún đậu mắm tôm như nó vậy mà còn đồng ra đồng vô, nó vui. Bây đúng giờ rồi. Thằng chồng bảo lãnh ra mà ở tuốt ở ngoài, em thấy ngoài, em kêu là farm á, farm là ở ngoài nông thôn. Quê Mỹ, nông thôn á. Nông thôn. Mà em nói thiệt với anh, ở bên Mỹ này đó, mà ở thành phố đây, ở city đây còn đã thấy quái rồi. Mà đã đẩy tuốt ra ngoài đó, tao nói có ngày thằng chồng nó về mà nó ôm con nó vác cái vỏ lên nó đi bụi ở ngoài ruộng luôn, mới nó buồn.
Đúng rồi. Em ở đây em ở mấy chục năm rồi mà ra ngoài đó là em nói đồ mà thôi không được rồi, không xong rồi. Cái gì nó cũng xa, con đi học cũng xa, có chuyện gọi gọi xe cứu thương cũng xa, đi chợ cũng xa, cái gì nó cũng xa hết, xài nước đóng giếng, nói chung là nó tùm lum hết. Thà anh có tiền, anh có nguyên một cái nông trại nó khác, có nguyên một cái căn nhà ở ngoài đó thì nó khác. Còn cái kiểu dạng như vậy em nhìn em thấy á là thấy không ổn rồi. Mà nó qua bên đây, ở bên Mỹ này đâu có cái vụ mà giống như bên Việt Nam mình mà bán hàng online. Ở Việt Nam mình á, nhà nước coi vậy á, mà giống như người ta để cho làm. Cho nên anh thấy bao nhiêu năm vừa rồi á, mấy cái người mà bán hàng online á rất là khá giả. Em thấy tụi bán hàng online đứa nào cũng khá đó. Bây giờ có nhiều người phát phát gì bán hàng online. Đúng rồi anh, em thấy mấy cái tụi trẻ trẻ bán hàng online toàn là đi xe đẹp, nhà đẹp đồ không, nói chung là tụi nó khá ghê, rất là ngầu. Thì riết mà bây giờ anh thấy không, đài báo rồi họ còn nói nữa mà nó làm quá đi loạn xà ngầu hết trơn luôn. Mà em thấy nhà nước mình nó quá dễ, cứ để như vậy. Nói chung nhà nước mình cũng hiểu việc này, hiểu không? Đó, dạ. Nói gì thì nói á, cũng có nhiều cái họ mắt nhắm mắt mở, chứ họ không có căng luật như là các quốc gia khác để làm gì. Đúng rồi anh. Để vẫn tạo điều kiện cho người dân họ sinh sống được. Nó rõ ràng thôi, thật sự là có. Nếu mà siết á, siết được không? Siết thì vẫn được chứ không phải là không. Nhưng mà họ không siết, họ để dạ cho dân. Thì đó, đừng có quá đáng thôi. Nói chung là đừng quá đáng thôi. Cái đó là mới là ngon á, mà nhà nước để cho làm. Thấy không? Nhà nước để cho làm, nhiều đứa nó lên rất là khá. Mà nhà nước cho làm cái đó rồi, mấy anh mà shipper cũng có thêm một cái đồng tiền ra vô nữa, đúng không anh? Người ta chạy rồi, làm thêm có nó liên hệ với nhau, cái đó rất là hay. Nhưng mà bên Mỹ này cái đó là tuyệt đối không bao giờ có. Không cho. Mẹ bên Mỹ cho à? Không cho bán hàng online hả? Anh bán hàng online rồi hàng hóa đó anh lấy từ đâu ra? Ở đâu anh có cái hàng đó? Rồi ai rồi thuế má làm sao? Anh thấy không? Bên Mỹ này không có cái vụ bán hàng online đó đâu. Bên Mỹ này mà bán hàng online á là nó bán theo cái kiểu phải có cửa tiệm đồ ha này kia nọ đàng hoàng, cửa tiệm của anh phải có đóng thuế môn bài, khai thuế này thuế nọ đâu đó đầy đủ hết. Rồi thí dụ như em là cái người ở xa nè, em muốn mua cái món hàng đó, em lên mạng em thấy anh anh lên anh quảng cáo anh bán cũng được, nhưng mà em là cái người lên em theo dõi em thấy thì em nói anh Thơ Quang, em thấy anh bán cái đôi giày đó đẹp quá em muốn mua thì ok anh gửi qua cho em vậy. Nhưng anh phải có cái địa điểm bán mà đóng thuế môn bài đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ, mà đóng thuế đâu phải là rẻ. Nhưng mà bên Mỹ này người ta không có làm cái đó. Nếu mà anh làm cái đó là anh làm ở Việt Nam được, còn ở Mỹ này dân Mỹ mà nó đâu có nó vô cửa tiệm nó mua, hoặc là nó mua những cái nơi giống như Amazon rồi, anh biết mấy cái chỗ Amazon, những cái cửa tiệm đó. Người ta có thuế má đầy đủ. Còn ở Việt Nam mình làm bán hàng online đa số em thấy là tụi nó có đóng thuế không? Đúng rồi. Tại người dân giao dịch với nhau không à? Đa phần là tại người dân giao dịch với nhau không? Đúng rồi anh. Cho nên á, nó không có bán hàng online được thì nó qua đây nó sẽ làm cái gì? Còn thôi, chồng thôi, mốt cũng dọn cho nó cái sạp nào đó vô trong mấy cái khu Việt Nam cho nó ngồi bán thôi chứ làm gì giờ? Không lẽ chỉ có trình độ vô công ty ngồi này làm công ty này công ty kia hả gì không? Không. Không đùa đâu, trừ ra chồng làm lương rất là cao. Thôi mẹ con ở nhà đi, tôi lo hết. Đó, vậy thì còn ok nha. Mắm tôm á, nó khoe, cũng đâu rồi. Nó cứ tưởng là dân Việt Nam không hiểu gì hết. Nó khoe là từ nhà nó mà ra siêu thị với quý vị ra. Nó khoe là chủ yếu là nó khoe đi siêu thị sắm đồ nó sướng, hiểu không? Nhưng mà từ nhà nó đi ra siêu thị á, mà chạy xe không là 30 phút từ Việt Nam. Việt Nam trả lời dùm cái đoạn đường mà chạy xe hơi mà 30 phút thì nó bao xa Việt Nam.
30 phút mà chạy tốc độ cao hơn Việt Nam nhiều nha. Rồi cho luôn, cho dễ luôn. Em nghĩ 30 phút chắc chạy cũng tốc độ mà chạy 30 phút về chạy tới mẹ nó Vũng Tàu rồi. Là hơn 100 cây. Đúng không? Là hơn 100 cây. Bà... ra đường đó, bà đại gia thì nó chạy rất là nhanh. Mà đại gia gì đâu mà ở một cái nơi mà để đi siêu thị á, là phải chạy hơn 100 cây. Thì theo việc ra hiểu á, thì đại gia có ở những chỗ như vậy không? Không anh, đa số nha, Mỹ thì mình không nói đi. Mỹ thì nhiều khi người ta có cách sống riêng của người ta thì mình không nói, mình bàn cái đó sao. Nhưng mà người Việt Nam mình á, là anh biết không, người Việt Nam mình lúc nào cũng vậy á, ở đâu cũng vậy, cũng gần chợ, gần sông, gần trường. Đúng rồi, quê cái nọ hết á. Tôi tập tính quê rồi đúng không? Đúng, không bao giờ mà đi ra ngoài xa ở. Cái thứ nhất là nó cô đơn một mình ở ngoài đó. Tại sao mà cộng đồng Việt Nam chợ búa nó ầm ở trong đây, mắc cái giống gì không ở. Má mua nhà chạy tuốt ra ngoài kia ở làng sao. Nó bất tiện, rất là nhiều cái bất tiện. Đó, thí dụ như em đi, em mua nhà. Cái căn nhà ở khu này, cái thuế rất là cao. Em biết cái khu đó cái gì cũng mắc á, nhưng mà em cũng chấp nhận em ở. Em băng qua bên kia thì cái thuế nó lại rẻ. Thì tại sao nó mắc, thà em chấp nhận nó mắc nhưng nó tiện, chợ gần bên, trường học kế bên, đi làm cũng gần, cái gì nó cũng gần, nó tiện là vậy. Còn nếu mà ở xa thì thiệt xa thì sao vậy? Mà anh nên nhớ là càng xa thì nó càng bèo, càng rẻ. Nếu mà đại gia đó cũng anh ta quất mẹ nó căn nhà hoành tráng ở đâu gần trường gần ấy đồ cho con cái đi học rồi sinh hoạt cái gì nó cũng tiện, chợ búa thuốc men bác sĩ bác xiết gì lẹt xẹt cái chừng vài phút là tới đó, cái đó thì mới là ok. Mà đa số ai cũng nghĩ vậy hết. Em thì em chả hiểu sao mà nó chạy ra tuốt ngoài đó nó ở. Nhiều khi chồng nó ở đâu thì nó phải đi theo đó thôi chứ. Thì em nói thằng chồng đó. Mua chi xa dữ gì không biết. Là ra ngoài đó chắc da mà. Da yeah, mà nhiều khi ta thích ở nơi nó yên cận. Thanh tẩy thì sao? Yeah. Không mà rồi. Mà tính ra cuộc sống ở bản đại gia cũng sướng hơn Việt Nam ha. Sao như anh? Là mỗi lần đi chợ là một tuần điền lành để ăn cả tuần đúng không? Ví dụ như là thích cái tuần đúng không? Đúng rồi. Thích cái tuần chạy ra siêu thị sắm cái đầy xe về ăn cả tuần khỏi đi tới đi lui chỉ mất công đúng không? Còn Việt Nam mình đi gì đâu mà đi chợ hàng ngày sáng đi chiều đi đi rất cực khổ vậy. Cái ở kiểu nó mà ở ngoài xa như vậy đó thì em nghĩ là chắc không biết nó đi tuần không hả, đi tháng đi lần cũng chừng. Okay. Tôi không, tao có chí đi như vậy, tao khoe bữa cho mọi người biết siêu thị Mỹ nó làm sao. Em đây nè, nhà em bước ra cái quẹo phải là một cái chợ tên khác, quẹo trái là một cái chợ tên khác, hai cái chợ nằm hai bên, băng qua bên kia đường là trường học, từ trường học tiểu học, trung học lên tới lớp 12 luôn là trường, chợ nó nằm bao dây xung quanh khu nhà em hết á, đi bộ cũng được nữa. Thực ra thì cũng bận rồi, thôi qua thôi xuống cái live đây ha, hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau, lâu nay mình mở live 8 chơi, xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.